Xin kính chào quý vị, chào các bạn và chào các em. Trong chương trình bổ trợ kiến thức vật lý 12 hôm nay, chúng ta lại tiếp tục bàn về dao động điều hòa. Ở chủ đề này, chúng tôi có hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là ôn tập lại khái niệm vận tốc và tốc độ trung bình trong dao động điều hòa. Vấn đề thứ hai là thầy giáo Chu Văn Biên sẽ hướng dẫn cho các em cái cách sử dụng vòng tròn để xử lý các cái bài toán về dao động một cách nhanh chóng. Bây giờ xin kính mời thầy. Xin kính chào quý vị, chào các bạn, chào các em. Trước tiên, thầy nhắc lại các em về khái niệm vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình là bằng độ rời chia thời gian. Độ rời ở đây là delta x chia cho delta t bằng x2 trừ x1 trên t2 trừ t1. Còn tốc độ trung bình là bằng quãng đường chia thời gian. Ở đây các em phải phân biệt quãng đường đi và cái độ rời. Ví dụ ở trên hình vẽ là yêu cầu tìm vận tốc trung bình và tốc độ trung bình. Thì các em thấy khác nhau nha. Từ vị trí 1 đến vị trí 2, các em đi từ vị trí 1 là từ A trên 2 đến biên dương A, sau quay trở lại vị trí 2. Đúng. Yêu cầu bài toán tìm vận tốc trung bình thì các em lấy x2 trừ x1. Như vậy x2 đây là trừ 0,5A, còn x1 là 0,5. Còn khoảng thời gian đi, các em biết là đi từ A trên 2 đến là T trên 6, rồi cộng với đi từ A đến trừ A trên 2 nữa, thì cộng thêm đoạn đường đó là thành 0,5T. Như vậy ta tính ra được là trừ 2A chia cho T. Còn vận tốc trung bình thì lại khác. Vận tốc trung bình là bằng quãng đường chia thời gian. Như vậy quãng đường đi này, các em xuất phát từ 1 đến A là cộng A trên 2 này. Sau đó quay từ A cho đến trừ A trên 2, cộng lại cái quãng đường đi là 2A. Như vậy ở đây là x1 trừ x2 thì là trừ 2A, nhưng quãng đường đi là 2A. Và thay vào thì thấy kết quả vận tốc trung bình đó là bằng 4A chia T. Như vậy vận tốc trung bình và tốc độ trung bình là khác nhau. Cần phân biệt hai công thức tính. Vận tốc trung bình thì bao giờ bằng độ rời chia cho khoảng thời gian để vật di chuyển từ hai cái vị trí đó. Và cái độ rời thì có thể dương âm hoặc bằng không. Vì vậy vận tốc trung bình có thể dương âm, có thể bằng không. Nhưng tốc độ trung bình thì lại chính là quãng đường chia thời gian, chia cho khoảng thời gian. Mà luôn tốc dương. Độ trung bình thì luôn dương. Ví dụ 1, một dao động điều hòa x bằng 14 cos 4πt cộng với π trên 3. Tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình trong khoảng thời gian theo chiều dương lần thứ nhất. Như vậy bài toán của ta ở đây là yêu cầu tìm vận tốc trung bình và tốc độ trung bình mà vật đi trong khoảng thời gian từ lúc t bằng 0 cho đến cái lúc qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất. Đầu tiên ta phải xác định xem khoảng thời gian đi là bao nhiêu. Như vậy bắt đầu ở vị trí ban đầu nó là ở vị trí A trên 2 tức là 7, đi theo chiều âm, quay đến biên âm, sau quay trở về vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất. Như vậy thời gian đó là t trên 12 ở bài học hôm trước thầy đã nhấn mạnh. Sau đó cộng tiếp t trên 4 rồi cộng trên 4. Như vậy tổng thời gian đi ở đây là 7t trên 12, tính ra là thành 7/24. Sau khi có kết quả về thời gian đi, bây giờ là vận tốc trung bình thì bằng độ rời chia cho thời gian. Độ rời lấy tọa độ sau trừ tọa độ đầu. Tọa độ sau là 0, tọa độ đầu là 7. Như vậy 0 trừ 7 là thành trừ 7. Và thời gian đi t đó chính là 7/24 và tính ra là trừ 24cm trên giây. Còn tốc độ trung bình thì lại bằng quãng đường chia cho thời gian. Như quãng đường đi các em phải tính từ 7 quay về 0 là 7cm, sau đó từ 0 cho đến trừ 14 tức là cộng 14, rồi sau đó từ trừ 14 đến 0 cộng lại quãng đường đi là 35 chia ra đấy là được 120cm trên giây. Như vậy là ví dụ 1, thầy Biên chỉ muốn mô tả cho các em để các em dễ hình dung tính vận tốc trung bình thế nào và tốc độ trung bình thế nào. Muốn tìm được nó thì ta phải tìm được mẫu số, đó là khoảng thời gian. Khoảng thời gian. Và phải tìm được tọa độ x1, x2, rồi quãng đường. Vâng. Cứ căn cứ theo đề bài là từ vị trí xuất phát đến vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất, các em vẽ cái hình mô tả thì các em sẽ thấy ngay được tọa độ và quãng đường. Và trên cái hành trình đó thì các em sẽ có ngay được khoảng thời gian. Và ta có thể dễ dàng tìm được khoảng thời gian delta t ở đây bằng t trên 12 cộng với t trên 2, tức là 7t trên 12. Và x1 thì bằng 7, x2 bằng 0. Và
quãng đường ở đây tổng quãng đường là 35. Wow. Từ đó ta sẽ có vận tốc trung bình là bằng trừ 24 cm/giây, còn tốc độ trung bình sẽ bằng 120 cm/giây. Sang cái ví dụ thứ hai là cái để các em khắc sâu thêm cái khái niệm về tốc độ trung bình và cái vận tốc trung bình thì khác nhau như thế nào trong thời gian mắc min. Ví dụ 2, dao động điều hòa gọi V1, V2 lần lượt là tốc độ trung bình nhỏ nhất trong thời gian T/3 và tốc độ trung bình mắc trong thời gian T/6. Yêu cầu tính tỷ số V1 chia cho V2. Ta bắt đầu về định nghĩa tốc độ trung bình là quãng đường chia cho thời gian. Như vậy muốn có tốc độ trung bình mắc thì quãng đường phải mắc. Mà muốn tốc độ trung bình nhỏ nhất thì quãng đường phải min nhỏ nhất. Vâng, nhỏ nhất. Vâng, đấy, như thế. Như vậy là ở đây là tốc độ trung bình nhỏ nhất trong T/3. T/3. Và lại một ý nữa lại là tốc độ trung bình lớn nhất trong T/6. Vâng, đấy. Như vậy là có hai cái V. Như vậy là chúng ta phải lần lượt tính từng V1. Tính từng V1 ứng với khoảng thời gian. Các em biết là để có quãng đường min trong thời gian T/3 thì đi xung quanh biên chính là công thức là S min bằng 2A mở ngoặc là 1 trừ đi cos delta phi chia 2. Và tính ra được S min trong T/3 chính là A. Vậy V1 là bằng 3A chia cho T. Bây giờ lại tìm S max trong thời gian T/6. S max thì bằng 2A sin delta phi chia cho 2 và tính ra được A. Và tính ra V bằng S max chia delta T cũng là 6A trên T. Thì ở cái này thầy nói với các em một điểm đặc biệt. Quãng đường cực tiểu trong thời gian T/3 là A. Quãng đường cực đại trong thời gian T/6 cũng là A. Hai cái này thường xuất hiện rất nhiều trong các đề thi. Các em sẽ thấy nếu các em nhận biết ra thì các em sẽ làm rất nhanh. Không, vì đây là không, những cái trường hợp đặc biệt. Đặc biệt. Và tỷ số đó thì các em tìm ra được ngay là V1 chia V2 là 0,5. Ở cái ví dụ 3 là đề thi đại học 2012 là một ví dụ. Một chất điểm dao động điều hòa gọi VTB là tốc độ trung bình trong một chu kỳ. Trong một chu kỳ thì khoảng thời gian mà V lớn hơn 0,25 pi VTB sẽ là bao nhiêu? Như vậy, đây là bài toán chuyển cái ngôn ngữ là tìm khoảng thời gian trong một chu kỳ để tốc độ lớn một giá trị nào đó. Thì như bài học hôm trước thầy với thầy Vinh nói với các em, để tìm cái khoảng thời gian để tốc độ lớn một giá trị nào đó thì ta phải quy về ly độ. Mà các em biết là càng gần vị trí cân bằng tốc độ càng lớn. Như vậy để lớn một giá trị nào đó thì nó phải đi xung quanh vị trí cân bằng mới có tốc độ lớn. Và để tìm xem cái ly độ tương ứng là bao nhiêu thì các em phải biết là cái vận tốc lớn cụ thể là bao nhiêu. Thì ở đây lại thêm một cái ý nữa, đó là tốc độ trung bình trong một chu kỳ. Tốc độ trung bình trong một chu kỳ là quãng đường đi được trong một chu kỳ chia cho chu kỳ. Khi các em thay vào thì có nghĩa là cái V bằng là 0,25 pi V trung bình đó chính là bằng omega A chia 2. Có nghĩa là cái giá trị đó là bằng V max chia cho 2. Mà giá trị V bằng V max 2 thì tương ứng với ly độ là A căn 3 trên 2. Cái này bằng 1/2, cái kia bằng căn 3 trên 2. Cái này lại tiếp tục khi động chạm đến cái giá trị đặc biệt thì để tìm thời gian nhanh thì các em lại biết quay trở lại là các khoảng thời gian đặc biệt. Khoảng thời gian đặc biệt từ 0 cho đến A căn 3 2 là T/6. Như vậy cái vùng có tốc độ lớn hơn là nó kéo dài từ trừ x1 cho đến x1. Mà quay đi quay lại 2 lần. Như vậy tổng khoảng thời gian là 4 lần T1 là bằng 2T/3. 4 lần của cái T/6. 4 lần T/6 chính là 2T/3. Như vậy đáp án lựa chọn đó chính là đáp án D. Và bài toán này có nhiều cái hướng giải. Các em cũng có thể bám vào cái biểu đồ vận tốc cũng được. Đây là bài toán thầy quy về bài toán cơ bản là quy về tọa độ. Quy về tọa độ. Từ cái giá trị V lớn hơn một cái giá trị nào đó suy ra thì ta suy ra tọa độ. Nhưng mà để lớn hơn cái giá trị này thì trước hết ta phải tính được V trung bình trong một chu kỳ. Mà ở đây thầy Biên có nói lướt qua nhanh là tốc độ trung bình trong một chu kỳ ở đây chính bằng là 4A chia cho T. Quãng đường trong một chu kỳ chia cho thời gian.
sang cái phần đó là sử dụng vòng tròn lượng giác để giải các bài toán. Các em biết là hình chiếu của chuyển động tròn đều trên một trục là biểu diễn của dao động điều hòa. Nếu như cái chuyển động tròn đều nằm ở nửa trên vòng tròn thì hình chiếu đi theo chiều âm. Còn nằm ở nửa dưới thì hình chiếu đi theo chiều dương. Vòng tròn đó có bán kính là bằng biên độ và nó quay đều với tốc độ góc bằng tần số góc omega. Còn tốc độ dài là bằng omega nhân A, có nghĩa tốc độ dài của chuyển động tròn đều chính là bằng tốc độ cực đại của dao động điều hòa. Thì cái thứ nhất của cái ứng dụng đây đó là tìm khoảng thời gian để vector vận tốc, gia tốc cùng chiều ngược chiều. Thì trên vòng tròn lượng giác, các em sẽ chia ra thành 4 góc. Góc 1, góc 2, góc 3, góc 4. Ở góc thứ nhất thì các em biết là A thì luôn luôn hướng về vị trí cân bằng. Còn V thì cùng hướng với hướng chuyển động. Như vậy khi mà cái chuyển động tròn đều thuộc góc 1 thì hình chiếu đi theo chiều âm, có nghĩa là V âm. Và nó thuộc góc 1 có nghĩa hình chiếu của nó nằm trên cái phần dương nó hướng về vị trí cân bằng, cho nên A sẽ là âm. Các em biết là A bằng trừ omega x. X dương thì là âm. Ở góc phần tư thứ nhất thì A âm và V âm. V âm. Và hai đại lượng này cùng dấu. Cùng dấu. Chuyển động nhanh dần. Rồi tiếp theo nữa là sang góc thứ hai thì là A dương. V âm. Sang góc thứ ba là A dương, V dương. Sang góc thứ tư, A âm, V dương. Và các em chú ý, góc 1 thì từ 0 đến pi trên 2. Góc 2 từ trừ pi trên 2 đến pi. Góc 3 là pi đến 3 pi trên 2. Các em cứ tưởng tượng giống như vòng tròn lượng giác. Vòng tròn lượng giác trong góc phần tư thứ nhất, góc phần tư thứ hai, và thứ tư, vân vân. Thì từ những cái yêu cầu này, ta làm ví dụ bài toán như sau. Một dao động điều hòa x bằng A cos 5 pi t cộng pi trên 2. Hỏi là V dương, tức là vận tốc dương và gia tốc dương khi nào? Vì nó đi qua nhiều lần nên hỏi khi nào? Và trong đề thi trắc nghiệm ở đây có 4 phương án cho các em lựa chọn. Thì đầu tiên khi ứng dụng giải nhanh, các em biết là V dương và A dương thì nó phải thuộc góc phần tư thứ 3. Thì cái pha của nó là từ pi cho đến là 3 pi trên 2. Như vậy 5 pi t cộng pi trên 2 lớn hơn pi và nhỏ 3 pi trên 2. Vậy ta chỉ cần cho pha của dao động nằm trong khoảng từ pi đến 3 pi trên 2. Vâng. Thì ta sẽ ra được thời điểm. Thời điểm. Và ta sẽ tìm được ngay thời điểm ở đây là 0,1 đến 0,2 giây. 0,2. Và các em dễ dàng chọn ra được cái phương án phù hợp với kết quả mình tính. Như vậy là phần thứ nhất là thầy Biên đã trình bày về tốc độ trung bình và vận tốc trung bình. Thầy Biên đã sang phần thứ hai, đó là sử dụng vòng tròn. Sử dụng vòng tròn. Sử dụng vòng tròn thì thầy Biên sẽ dùng nó trong nhiều loại bài tập. Thì cái loại bài tập đầu tiên đó là xác định khoảng thời gian. Thì gặp cái bài toán này thì các em có nhiều cách giải. Nhưng rõ ràng nếu ta sử dụng phương pháp vòng tròn như thầy Biên thì rõ ràng kết quả ra được kết quả ngay. Với cái loại bài toán là tìm thời điểm, thầy Biên bây giờ lại tiếp tục là dùng vòng tròn để tìm ly độ và hướng chuyển động ở một thời điểm t nào đó. Tức là khi giải bài toán này thì cũng như thầy Vinh nói nhiều cách, nhưng ở đây thầy chọn cách giải này nhanh nhất. Thầy xét với ví dụ số 5 là một dao động điều hòa x bằng 2 căn 2 cos pt cộng pi trên 2. Lúc t bằng 0,25 giây, vật có trạng thái dao động như thế nào? Tự ý bài toán hỏi là trạng thái dao động tức là có ly độ bao nhiêu và đang đi theo chiều dương hay là đi theo chiều âm. Cách làm của ta ở đây là cái pha dao động viết dưới dạng hàm cốt đó là bằng PT cộng pi trên 2. Tại thời điểm 0,25 thì các em xem pha dao động nó là bao nhiêu. Ta thay vào pha dao động thì ta được là pha dao động nó là bằng 3 pi trên 4. Như vậy biểu diễn trên vòng tròn cái góc 3 pi trên 4 là ở nửa trên. Và các em thấy rõ ràng nửa trên vòng tròn thì hình chiếu sẽ đi theo chiều âm. Chiều âm có nghĩa là chuyển động ra xa vị trí cân bằng và chuyển động chậm dần. Để tìm ly độ của nó, ta chỉ việc từ điểm đó ta chiếu xuống trục x. Thì chiếu xuống trục x nó chính là bằng A cos của cái góc phi đó. Tức là cos của 3 pi trên 4 là bằng trừ 2. Thì vậy là bài toán vừa rồi là thầy Biên đưa ra một cái tình huống là tìm trạng thái dao động của vật ở một thời điểm t nào đó. Thế thì để xử lý bài toán này thì thầy Biên chỉ cần thay cái thời điểm t vào pha dao động. Rồi xem cái pha này nó rơi vào góc phần tư thứ mấy. Góc phần tư thứ mấy. Thì rõ ràng bài toán này thì khi thay t bằng 0,25 giây vào
thì ta sẽ ra được pha dao động. Vâng. Lúc đấy là bằng 3π/4. Vâng. 3π/4 là thuộc vào góc phần tư thứ hai. Thứ hai. Vậy nửa vòng tròn phía trên. Vâng. Vậy ta có thể đoán nhận ngay được là vật đang chuyển động theo chiều âm. Chiều âm. Thế còn muốn biết được tọa độ chính xác của nó bằng bao nhiêu thì ta chỉ cần chiếu xuống. Thì tam giác vuông đã có cạnh huyền, đã có góc. Vâng. Thì đương nhiên ta sẽ tính được cạnh góc vuông. Thầy sẽ tiếp tục cái cách sử dụng vòng tròn cho các cái dạng bài toán tiếp theo. Vâng. Một cái hay nữa của vòng tròn lượng giác là cho trạng thái ở một thời điểm nhất định, yêu cầu tìm trạng thái của nó trong quá khứ và trạng thái của nó trong tương lai. Tức là bài toán cho trạng thái ở thời điểm T, tìm trạng thái ở thời điểm trước đó hoặc sau đó. Sau đó một khoảng. Và thầy dùng một cái từ đó là quá khứ. Tương lai. Cho nó dễ hiểu. Cho dễ hình dung. Vậy thì phương pháp chung là gì? Cho biết trạng thái thì ta xác định được cái điểm nằm trên vòng tròn. Nếu yêu cầu tìm trạng thái đó một khoảng thời gian delta t thì ta quét nó theo chiều âm nếu như là quá khứ. Một góc là delta phi bằng omega delta t. Còn nếu muốn là ở trong tương lai sau đó một khoảng thời gian d thì lại ta quét theo chiều dương. Cơ sở như thầy Biên nói đấy là chiều dương của chuyển động quay thì bao giờ cũng lấy ngược chiều kim đồng hồ. Vâng. Vì vậy nếu ta tìm thời điểm sau đó thì ta phải lấy theo chiều ngược dương. chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ. Còn tìm trong trước thời điểm đó, tức là tìm trong quá khứ thì ta lại phải theo cùng chiều kim đồng hồ. Thầy giới thiệu các em ví dụ 6 là điểm M chuyển động tròn đều với tốc độ là 100 cm/s, đường kính 50 cm. Hình chiếu M phẩy của M trên đường kính của nó là dao động điều hòa. Tại thời điểm T0 thì M phẩy đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Yêu cầu tìm M phẩy ở thời điểm trước đó 8,5 giây và sau đó 8,5 giây. Thầy giải thích cái đề này cho các em dễ hình dung. Chuyển động tròn đều này với tốc độ là 100 cm/s. Với đường kính 50 thì các em chú ý là đường kính là 50 thì bán kính nó là 25. Vậy thì biên độ nó chính là bằng bán kính chuyển động tròn đều thì là bằng biên độ là bằng 25. Tốc độ chuyển động tròn đều chính là bằng tốc độ cực đại. Cho nên là ta tìm omega bằng lấy tốc độ chuyển động tròn đều chia cho A. Thì chính là tần số góc bằng 4. Như vậy đây là bài toán lại cho vận tốc dài. Tốc dài cho của chuyển động tròn đều. Đường kính tức là bán kính tức là ra biên độ. Biên độ. Mà sử dụng công thức là vận tốc dài thì bằng vận tốc góc nhân với bán kính. Vâng. Vậy suy ngược ra là vận tốc góc sẽ bằng vận tốc dài chia cho bán kính. Vâng, chia cho nên vận tốc dài đã có, VT đã có, biên độ A đã có. Thì đương nhiên ta sẽ tìm ra được vận tốc góc. Vận tốc góc. Và mà vận tốc tính góc được bằng là bằng 4 radian trên giây. Thầy lưu ý các em ở đây chỗ cái là tần số góc của dao động điều hòa là bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều. Đúng rồi. Biên độ của dao động điều hòa là bằng bán kính chuyển động tròn đều. Tiếp theo là các em xác định là tại thời điểm T0 là nó đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Như vậy nó nằm đúng tại điểm M trên cái màn hình là đi theo chiều âm. Như vậy muốn tìm nó quá khứ thì ta phải quét thêm một góc là bao nhiêu? Cái góc cần quét của ta đây là ta bằng... Ta phải tính góc ở tâm mà bán kính này quét. Quét. Vâng. Mà cái góc quét này chính bằng là tích của omega nhân với khoảng thời gian. Khoảng thời gian. Delta T. Delta T. Như vậy omega ta tính được là bằng 4 radian rồi. Rồi. Mà cái khoảng thời gian lệch ở đây người ta cho là 8,5 giây. Vâng. Vậy ta lấy tích số của 4 và 8,5 thì ta sẽ tính được bán kính mới sẽ lệch với bán kính cũ OM0 ấy. Một góc là 3 radian. Vâng. Mà 34 radian thì có thể quy đổi thành là bằng 10,82π. Vâng. 10,82π thì ta có thể viết tách thành hai phần. Phần thứ nhất là 10π. 10π thì tương ứng là 5 vòng. Tương ứng là 5 vòng. Và phần còn lại là 0,82π. Vâng. Thầy có thể tiếp tục hướng dẫn cho các em. Vâng, đấy, như thầy Vinh vừa nói. Bắt đầu từ điểm M, nếu muốn tìm trạng thái quá khứ, thì từ M ta quay theo chiều âm một cái góc 34 radian. Có nghĩa là bắt đầu M ta quay 5 vòng là đã được cả 5 × 2π. Sau đó từ điểm M lại quay tiếp 0,82π nữa. Pi nữa. Pi nữa. Thì các em quay 0,82 thì quay đến nửa trên là được 0,5 rồi. Vâng. Sau đó quay tiếp 0,32 thì nằm ở điểm dưới. Vâng. Như vậy trong quá khứ nó nằm ở nửa dưới vòng tròn thì vâng, rõ ràng hình chiếu nó là đi theo chiều dương. Hình chiếu thì là bằng 25 vì bán kính là 25 mà. Vâng. Vâng. Cái góc của A là góc trên màn hình các em thấy cái góc là 0,32π. Như vậy nó xuất chỉ là 13,4.
Còn để tìm trạng thái tương lai thì bắt đầu từ điểm M đó, lại ta quét theo chiều dương một góc là 34 radian như lúc nãy. Từ M ta lại quay 5 vòng theo chiều dương. Sau đó quay thêm là 0,82 pi nữa. Nó sẽ rơi vào góc phần tư thứ 3. Và cái điểm đó cũng nằm ở dưới cho vòng tròn. Cho nên ta sẽ biết ngay trạng thái lúc đấy là đang chuyển động theo chiều dương. Chiều dương. Muốn tính tọa độ của nó thì ta chỉ cần sử dụng phương pháp hình chiếu. Vâng, hình chiếu để tìm ra. Cái thứ tư của cái ứng dụng vòng tròn lựa giác đó chính là xác định số lần đi qua một điểm nhất định. Thì các em biết là đối với cái vị trí bất kỳ không phải vị trí biên ấy, thì trong một chu kỳ nó qua vị trí đó hai lần, một lần theo chiều dương và một lần theo chiều âm. Lần theo chiều âm ứng với chuyển động tròn đều nằm ở phía trên vòng tròn. Lần theo chiều dương ứng với chuyển động tròn đều nằm ở dưới vòng tròn. Như vậy khi ta cần tìm qua điểm x, ta kẻ một đường vuông góc với trục, nó sẽ cắt vòng tròn tại hai điểm. Điểm trên là đi theo chiều âm và điểm dưới là đi theo dương. Ta xác định vị trí xuất phát, sau đó ta quét qua. Nếu qua vị trí đó mấy lần thì ta sẽ biết ngay số lần quét qua. Khi làm bài này thì các em chú ý viết dưới dạng phương trình dạng cốt, tức là x bằng a cốt omega t cộng phi, pha dao động của ta là omega t cộng phi. Rồi xác định vị trí bắt đầu quét, ở thời điểm t1, tức là ta thay t1 vào pha để xem nó ở đâu trên vòng tròn. Rồi sau đó ta cần quét thêm, góc quét thêm từ vị trí đó thì là delta phi bằng omega nhân t2 thì t1. Khi có góc quét ta tách thành hai phần như lúc nãy là 5 nhân với 2 pi thì bây giờ là k nhân 2 pi rồi cộng với góc quét thêm. Như vậy là thầy viên đang hướng dẫn cho các em cái phần là sử dụng vòng tròn cho một cái loại bài toán thứ tư. Đó là xác định số lần vật đi qua độ x sao nào đó. Thế thì các em lưu ý rằng là dao động là chuyển động mang tính lặp đi lặp lại. Vâng. Cho nên sẽ phát sinh ra một cái loại bài toán là trong một khoảng thời gian tính từ thời điểm T1 đến T2 thì hỏi rằng là có bao nhiêu lần qua. Thì các em phải lưu ý rằng là có thể bài toán chỉ hỏi chung chung đi qua cái điểm ấy thôi, không yêu cầu về chiều. Thì các em cứ nhớ là cứ mỗi một chu kỳ thì vật đi qua cái điểm đó hai lần. Nhưng mà khi tính đến chiều chuyển động thì mỗi một chu kỳ thì đi qua tọa độ đó theo chiều đó chỉ là một lần. Vâng. Thầy có thể lấy ví dụ cho các em dễ hình dung. Vâng, để các em hình dung thầy xin lấy ví dụ sau. Một dao động điều hòa x bằng 6 cos 5 pt cộng pi trên 6. Hỏi là từ thời điểm T1 bằng 0,4 giây đến T2 bằng 2,9 giây vượt qua vị trí x bằng 3,6 mấy lần? Đây vậy là bài toán này là chỉ hỏi chung chung. Chung chung, không nói rõ không là chiều nào. Là theo chiều nào. Vâng, chiều như nào. Như vậy là cứ mỗi một chu kỳ ta sẽ tính hai lần. Vâng. Bài toán đã cho dưới dạng cốt rồi thì cái pha dao động ở đây là bằng 5 pt cộng pi trên 6. Từ thời điểm T1 đến T2. Vậy ta xem vị trí bắt đầu quét thì ta chỉ cay T1 0,4 vào cái pha là được là 2 pi cộng pi trên 6. Chính là cái điểm M là vị trí bắt đầu quét. Các em nhìn trên cái màn hình. Có vị trí cần quét rồi, bây giờ ta mới xem từ vị trí đó phải quét một góc bao nhiêu. Thì các em lấy omega nhân với delta t. Thì omega đây là đã biết là 5 pi. Rồi lấy T2 trừ T1 tức là 2,9 trừ 0,4 thì tìm ra là cái góc của nó là 12,5 pi. 12,5 pi thì đó chính là 12 pi cộng với 0,5 pi. Mà 12 pi chính là 6 vòng. Mà một vòng như thầy Vinh vừa nói là nó sẽ qua một vị trí nhất định là 2 lần. Như vậy tất cả là 6 vòng thì 12 lần. Bây giờ ta kiểm tra xem cái phần quét thêm đó có đi qua được một lần nữa hay không, hay 2 lần. Thì bây giờ bắt đầu từ vị trí đó mà các em quét thêm một góc là 0,5 pi thì nó đến điểm N. Cái màu đỏ ở trên màn hình. Như vậy nó đi qua vị trí đó chỉ có một lần. Như vậy từ 12 lần của cái 6 vòng cộng thêm một lần nữa là thành một lần của cái phần dư đấy. Một lần nữa, như vậy là tổng số là 13 lần. Phần thứ 5 đó là xác định các thời điểm. Thì có 3 bài toán chính mà các em hay gặp. Đó là xác định thời điểm lần thứ N vượt qua vị trí x1 theo chiều dương hoặc theo chiều âm. Bài toán 2 là xác định thời điểm thứ N vượt qua vị trí x1 mà không quan tâm đến chiều. Bài toán thứ 3 đó là xác định thời điểm lần thứ N để vượt cách vị trí cân bằng một khoảng nào đó. Thì phương pháp giải nó như thế nào? Đối với bài toán thứ nhất thì các em biết là trong mỗi chu kỳ vượt qua một vị trí nhất định theo chiều dương hoặc theo chiều âm chỉ một lần. Vậy thì ta xác định phương pháp giải đó là xác định trong chu kỳ đầu tiên
vượt qua vị trí đó từ dương hoặc chiều âm là bao nhiêu, thì ta tìm được T1. Đó là lần thứ nhất. Vậy lần thứ hai các em cộng thêm 1T, lần thứ ba các em cộng thêm 2T, cứ thế cộng thêm. Bài toán thứ hai là xác định các thời điểm vượt qua một vị trí nhất định nào đó mà không quan tâm đến chiều. Thì các em biết là trong chu kỳ đầu tiên nó sẽ qua vị trí đó hai lần. Lần thứ nhất là T1, lần thứ hai là T2. Sang chu kỳ thứ hai sẽ là lần thứ ba, lần thứ ba thì chính là T1 cộng T. Lần thứ bốn là T2 cộng T. Và cứ thế các em khái quát. Và thầy đã rút ra cái công thức đó là muốn tìm thì các em chỉ việc lấy số lần chia cho 2 bằng một số nguyên N. Nếu dư 1, thời gian đó chính là NT cộng T1. Còn nếu không dư thì các em cho là dư 2 thì nó sẽ thành NT cộng với T2. Sang dạng bài toán thứ ba đó là tìm các thời điểm để vật cách vị trí cân bằng một khoảng B nào đó, tức là trị giờ đối x bằng B. Thì các em biết là trị giờ x bằng B thì có x bằng cộng trừ B ở vị trí cộng B 2 lần, ở vị trí trừ B 2 lần. Như vậy trong chu kỳ đầu tiên sẽ có 4 lần, đó là T1, T2, T3, T4. Vậy thì các chu kỳ tiếp theo đó là T5, T6, T7, T8. Và lại khái quát ra một cái công thức đẹp, đó là các em lấy số lần chia cho 4. Nếu dư 1 thì các em lấy NT cộng T1, dư 2 là cộng T2, dư 3 cộng T3. Khi không dư thì ta cho là dư 4, thì nó sẽ thành NT cộng với T4. Khi làm, trước tiên ta phải kiểm tra là tìm T1, T2 hay T3, T4 để cho nó nhanh. Cái bài này có thể trả hình dưới dạng là tìm thời điểm lần thứ N mà thế năng bằng N lần động năng chẳng hạn. Thì làm như nào? Thầy xin trình bày ví dụ 8. Dao động điều hòa x bằng A cos 2pt trên 3 trừ biên 3. Tìm thời điểm lần thứ 2014 mà thế năng bằng động năng. Các biết thế năng bằng động năng thì có nghĩa là nó bằng cơ năng chia 2. Vậy thế năng mà bằng cơ năng chia 2 thì ly độ sẽ bằng là A căn 2 chia 2. Thời điểm thứ 2004 là thời điểm bao nhiêu? Các em lấy 2014 chia cho 4 thì được 503 và dư 2. Vậy thời điểm đó chính là 503T cộng với T2. Vậy ta chỉ cần quan tâm đến T2 thôi. Thì quan tâm T2 đây chính là ứng dụng của vòng tròn lượng giác. Ở trên hình, các em chú ý vị trí xuất phát trên vòng tròn pha của nó ban đầu nó trừ pi trên 3. Từ vị trí đó quét theo ngược chiều kim đồng hồ. Tức là nó đi từ vị trí A trên 2 cho đến A căn 2 chia 2. Đây là lần thứ nhất là khoảng thời gian như bài 1 thầy nói là T trên 24. Để tìm lần thứ hai thì quét đến vị trí biên rồi quay trở lại A trên 2. Như vậy từ đó là 0,5 A cho đến A là T trên 8. Rồi cộng từ A cho đến A căn 2 chia 2 là T trên 8. Như vậy tổng thời gian đi của nó chính là 7T trên 24. Và thời điểm đó chính là thay vào là 503T cộng với 7T trên 24 là 1509,875 giây. Trong dao động điều hòa, các em đối mặt rất nhiều với các cái loại bài toán là tìm thời điểm lần thứ để vượt qua ly độ x này, có thể không tính đến chiều này, có thể tính đến chiều này, ở khoảng cách này, rồi động năng bằng bao nhiêu lần thế năng nếu mà phát triển ra. Thế ngoài vị trí ra, đôi khi còn hỏi rằng là lần thứ n, tốc độ của vật nhận giá trị này, rồi gia tốc nhận giá trị này, rồi học phần điện xoay chiều, điện áp nhận giá trị này, vân vân. Tất cả những cái loại bài toán đó chung quy nó là bài toán tìm thời điểm. Thế thì các em chỉ cần sử dụng vòng tròn, vẽ vòng tròn theo đúng như thầy Biên vừa hướng. Chỉ cần sử dụng vòng tròn này, các em có thể áp được cho mọi loại bài toán, từ tọa độ, vận tốc, điện áp, cường độ dòng điện, vân vân. Và buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy giáo Chu Văn Biên và hẹn các em trong buổi học tiếp theo.